Rồi mình xin chào các cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay mình bị hư cái adapter của cái đèn điện quang này cô chú anh chị. Thì cái đèn này á là cái đèn led. Đèn led này cô chú anh chị, đèn led. Đèn led của điện quang thì xài adapter cắm, có cái đuôi cắm như thế này nè. Thì vô tình con mình đồ gớt bể cô chú anh chị. Rồi mình kiểm tra cái thông số trên đây nè cô chú anh chị. Thì cái ngõ ra của adapter này nhận điện 220 mà ngõ ra là 12V DC. Thì mình thì thay vì cắm điện trực tiếp ở trên cái nguồn điện của điện lưới nhà mình thì mình chuyển qua xài điện bình ắc quy luôn. Thì nhiều khi ở nhà bạn có những cái ắc quy cũ mà cái dung tích còn yếu bỏ, thì các bạn cứ có thể làm như thế này nè. Thì một cái đầu các bạn nè, một cái đầu âm dương á, các bạn chuyển qua một cái cầu chì cho nó an toàn, lỡ mà bé có làm chậm chập thì cầu chì nó tự đứt. Xong rồi á, âm thì mình để qua bên đây là ok rồi. Thì mình tiến hành hàn dây lại cô chú anh chị, rồi mình thử coi nó có chạy được không. Đó là cách thử xử lý, rồi mình có thể di chuyển lưu động được. Thì cái này ở nhà có đồ hãy chế cho bọn cô chứ anh chị. Nhiều khi chế mà mua đồ để chế thì nó mắc hơn là mình mua một cái mình không có đồ á, mình dư thừa mình chế. Còn mình mà đi chế làm như vậy nó mắc tiền, còn hơn đi mua lại cái adapter khác như cô chứ anh chị. Thì không có nên chế. Rảnh đổi thì mình hãy chế thôi. Thì cái này chế các bạn có thể di chuyển cái này tới đâu cũng được. Thì các bạn có thể xài. Thì mình cũng chưa biết có xài được hay không. Thì mình đo kiểm á, dùng đồng hồ đo kiểm thì mình thấy nó hư. Thì mình di chế đây nè các bạn. Dương chạy qua cầu chì rồi qua dương cộng dây. Đó. Dương cộng dây rồi mình âm á. Âm thì mình cho nó miếng chì để mình dễ bắt vô cọc âm thôi. Cái mình phủ chì trên cái cọc âm như thế này nè. Mình có thể phủ chì cái cọc này nữa, mình cho nó giống như nó định vị, đang chút mình siết vô cho nó dễ mặt. Đó, đơn giản vậy thôi. Rồi các bạn muốn băng keo hay làm gì lại, bây giờ mình làm nhanh rồi mình test cho cô chú anh chị xem thôi. Có thể di chuyển lưu động thì những cái bình mà còn cái dung lượng thấp á cô chú anh chị, mà còn có khả năng mà tận dụng được thì cô chú anh chị cũng tận dụng cũng được. Chút mình sẽ định vị lại các bạn. Đây mình có thể sạc lại nè. Mình cho bé xài rất an toàn qua cầu chì nha các bạn. Không qua cầu chì là cháy nổ á. Thì có chính chị nên am hiểu mà cho nó đi qua một cái cầu chì. Cô chú chị, này họ mình gắn băng keo lại rồi mình cắm vô cho cô chú anh chị xem nha. Đây. Mình cắm vô nha cô chú anh chị. Đây nè. Mình cắm vô. Thì cái đèn này là đèn cảm ứng nha cô chú anh chị. Đây. Xài bình thường nha cô chú anh chị. Đó. Xài bình thường với nó cơ động, cô chú anh chị có thể rút cái này đi rồi xong rồi mình thật ra cái đèn led nó không hao điện. Một cái bình này là bé học nó sẽ dư giả nha cô chú anh chị. Với mình mà nếu thí dụ như nhà có máy sạc thì mình chỉ khuyến khích là ai nhà có máy sạc này kia chế thôi, chứ cô chú anh chị mà tự chế còn mắc hơn đi mua cái adapter mới. Cái này là rảnh rỗi mình chế thôi nha cô chú anh chị. Nhớ nè, dương đi qua cái cọc chì xong rồi qua cọc dương này, có gì chạm chập sẽ đứt cái cọc chì. Rồi cô chú anh chị, cái này chút mình bích lại rồi mình cho con mình học ban đêm cũng ok nha cô chú anh chị. Đó, vậy là xong rồi đó. Đây, đèn này có điện quang cũng xịn luôn cô chú anh chị, mình xài rất là lâu rồi mà cũng không có hư.